Hello anh chị, chào mừng chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 28 tháng 5. Hôm nay thị trường có mở gap vào buổi sáng và cuối phiên đóng một cây nến khá đẹp, tăng 14 điểm với cái thanh khoản nó cao hơn ngày hôm trước. Ngày hôm nay thì nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng với cái giá trị hơn 1.150 tỷ. Đó thì đây là một trong những cái giá trị khá lớn nhưng mà nó không quá ảnh hưởng đến cái xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại. Đó, hôm nay thì là hai cái phiên này thì hầu như nó đã phủ nhận cái phiên giảm ngày 24 tháng 5 và có khá là nhiều những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay nó tiếp tục tăng và tăng trần. Chúng ta có thể là cảm thấy là thị trường chỉ cần chỉnh một chút thôi và thị trường chỉ cần tăng một chút thôi, đúng không ạ? Sau đó thì gì ạ? Rất nhiều mã cổ phiếu nó có lượng cầu tiềm năng và nó tiếp tục tăng. Và không có quá nhiều những cái mã cổ phiếu nó tạo ra cái sự bull trap hay là nó giảm điểm mạnh trong cái khoảng thời gian hiện tại. Đó, thì với những cái vận động như này thì anh chị sẽ cần lưu ý những cái điều gì trong phiên sắp tới và đâu sẽ là những cổ phiếu tiềm năng mà anh chị cần phải lưu ý, thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay của em anh chị ha. Ok, thì phần đầu tiên chúng ta cũng sẽ đi nói ngắn gọn một chút về thị trường thôi, bởi vì hôm nay cũng chả có cái gì quá là đáng chú ý cả. Có một số những cái lưu ý nhỏ thì cũng chỉ là những cái lưu ý trong những cái video trước chúng ta nói về tỷ trọng, đúng không ạ? Về đến những cái xu hướng của thị trường. Đó, hôm nay thì độ phân bổ dòng tiền thì có 342 mã tăng, chúng ta không cần phải quan tâm rồi bởi vì thị trường tăng khá là tốt. Và những cái mã cổ phiếu chúng ta có phân tích trong cái phiên video ngày hôm qua thì ngày hôm nay nó đều tăng rất tốt, ví dụ như là dạng cổ phiếu như là BASF. Đúng không? BASF một trong những cái mã cổ phiếu mà nó đã có nhịp tăng trước đó và tạo ra những cái mẫu hình thu hẹp biến động. Đấy, thì hôm nay nó đã bật khỏi cái mẫu hình này. Và cái cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu SSC. Thì hôm nay SSC đã tăng trần anh chị nhá, nó không retest mà nó tăng trần luôn. Đấy, rất là tốt. Cổ phiếu này thì hôm nay được kéo cuối phiên bởi vì cái dòng khu công nghiệp thì hôm nay nó chạy khá là mạnh, với những con như là PHR đã chạy trước thì hôm nay có SSC và KBC ngày hôm nay tăng. Và một số cổ phiếu nữa như là CMG với cái mẫu hình mà chúng ta đã vẽ ngày hôm qua thì ngày hôm nay nó đang vận động rất là tốt trong cái mẫu hình này. Thanh khoản bắt đầu có cái sự tăng trở lại về cái lực cầu. Đấy, về cái lực cầu và cổ phiếu này nó chỉ cần vượt qua khỏi cái vùng này thôi với thanh khoản lớn thôi, sau đó nó retest lại thì sẽ là những cái điểm mua tiếp theo cho anh chị ha. Đó, rất là nhiều mã cổ phiếu nó tăng tốt trong ngày hôm nay. Một số cái lưu ý cho anh chị về thị trường đó là ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta nó mở gap, nó tăng tuy cũng khá đẹp nhưng mà cái việc mà nó mở gap và nó tăng luôn về đỉnh cũ như này thì là một cái vận động em đánh giá là chúng ta vẫn cần phải lưu ý trong những cái phiên sau. À, anh chị có thể thấy là những cái lần mà thị trường của chúng ta nó điều chỉnh xong sau nó mở gap về tăng về đến kháng cự ấy thì thường nó sau đó nó sẽ có những cái sự điều chỉnh trở lại, đúng không ạ? Và rất là nhiều những cái lần mà nó bật tăng về đến kháng cự đây, những cái lần mà nó bật tăng về đến kháng cự này thì là cũng là những cái lần mà nó bị điều chỉnh trở lại ít nhất là gì ạ, 1 2 hôm hoặc là 1 tuần thì sau đó nó sẽ cũng có cái sự điều chỉnh trở lại để nó lấp cái gap này đấy. Nhưng mà hiện tại thì cái xu hướng của thị trường vẫn là xu hướng sideways và nó chưa có những cái phiên quyết định xu hướng giảm hay là tăng, thì chúng ta vẫn giữ một cái tâm thế cũng như là một cái chiến lược thận trọng ở trong thời điểm hiện tại. Chúng ta chỉ trading những cái mã cổ phiếu mà có điểm mua đẹp và giữ những cái mã cổ phiếu có những cái lợi tỷ suất lợi nhuận tốt, đúng không ạ? Như cái danh mục ngày hôm nay của chúng ta thì cũng dương lại khá khá sau những cái mã lỗ nhẹ của những cái phiên ngày hôm trước rồi, đúng không ạ? MWG, Nam Từ Liêm hay là NHA hay là EVF, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta có mới mua thêm BASF. Đấy, những cái mã như là KBC hay VIX hay là BSI, những cái mã trong nhóm chứng khoán và khu nghiệp vẫn giữ, đích trong nhóm bất động sản vẫn giữ. Đấy, PHR trong nhóm khu nghiệp cũng mới mua ngày hôm kia thì hôm nay cũng về hàng về lãi cũng khoảng tầm gần 3%. Đấy, chúng ta cứ trading và để thôi. Khi mà thị trường nó tốt thì những cái mã cổ phiếu đấy sớm muộn gì nó sẽ tăng. Đấy, cái đợt trước chúng ta đã chốt lời những cái mã cổ phiếu bắt đáy rất là thành công như là Viettel Post này, MBS này hay là những cái mã như là VDS này, đúng không? VDS ngày hôm nay nó còn tăng tăng trần cơ anh chị nhá. Đấy, VDS ngày hôm nay còn tăng trần cơ rất là khỏe và nó điều chỉnh chúng ta lại vào chúng ta chết định được, đúng không? Rất là nhiều cơ hội ở trong cái khoảng thời gian này. Đấy. Và ở cái khoảng thời gian này ngoài cái việc mà thị trường của ta nó mở gap nó tăng về cả thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái tương quan lực lượng mua bán ở đây nó chưa được cân bằng cho lắm khi mà tổ chức thì bán ra khá nhiều ngày 24 tháng 5. Còn hai cái cây vôn hiện tại thì ngày hôm nay chủ yếu là lực cầu đến từ nhà đầu tư cá nhân và cái phe bán vẫn áp đảo về cái sự volume, khi mà trong cái những cái phiên đi ngang thì những cái cây nến đỏ nó có cái thanh khoản cao hơn, còn những cây nến xanh nó có cái thanh khoản thấp hơn, thì chúng ta cũng cần lưu ý những cái điều như thế này, đúng không ạ?
Và chủ yếu là trong cái phiên hôm nay thì phái sinh nó được điều tiết vào cuối phiên và thị trường kéo ATC, khi mà cuối phiên thì nó điều tiết phái sinh bằng con SAB này anh chị nhá. Bằng con SAB này, cuối phiên SAB nó cũng kéo vào 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 cuối phiên và nó kéo mở gap. Đấy, nó kéo mở gap. Và một số những cái mã cổ phiếu khác nó được lôi vào, nó kéo phái sinh ở trong cuối phiên ngày hôm nay. Đó, chúng ta có thấy Masan này, HVN, LPB này, gọi LPB ngày hôm nay tăng cũng rất là tốt này, và FPT cũng tăng trở lại. Đấy, còn hôm nay thì không có lực kéo chủ yếu từ banh đâu anh chị nhá. Banh ngày hôm nay có mỗi con LPB thôi. Chúng ta thấy LPB thôi, còn đâu những cái trụ cột như là BID này hay là Vietcombank này thì cũng đều là đang ngụp lặn bên dưới, và CTG ngày hôm nay được nước ngoài bán rất là nhiều. Đấy, vẫn đang trong một cái kênh song song hướng xuống này, nó cứ chạm kênh trên và nó xuống kênh dưới thôi. Đấy, trong cái nhịp tăng tăng trước của thị trường thì nhóm ngân hàng nó kéo khá là tốt, đúng không? Nó kéo khá là tốt. Nhưng ở trong cái nhịp tăng này của thị trường thì đa số là những cái mã cổ phiếu trong liên quan đến nhóm ngành công nghệ, nhóm ngành viễn thông và một số nhóm ngành khác, chứng khoán hay là khu công nghiệp và một số nhóm ngành riêng lẻ thì nó lại là cái xúc tác để kéo thị trường đi lên. Và hiện tại thì thị trường đi ngang như này, cứ có cái sự điều chỉnh nhẹ thôi là những cái nhóm đấy nó lại có cái lực mua vào rất tốt, trong khi những cái nhóm như là banh thì lại không, đâu đó lại rất là yếu kém và chỉ là đi ngang mà thôi. TP Bank đúng không ạ? ACB, MBB cũng đều nằm trong những cái trạng thái đó, đó là tích lũy, chưa có những cái vận động gì đáng chú ý. Đấy, thì để mà thị trường của chúng ta nó có thể là mạnh mẽ nó đi lên ở trong cái khoảng thời gian sắp tới, để vượt được 1.300 thì chúng ta sẽ rất cần một phiên mà banh nó kéo anh chị nhá. Còn không thì thị trường cứ sideways như này thì chúng ta vẫn có thể là diện giao dịch và chết đinh được, nhưng mà nó sẽ không chết đinh được với tỷ trọng lớn thôi, bởi vì cái vùng cản này vẫn là cái vùng cản chúng ta cần phải lưu ý, đúng không ạ? Không chủ quan được anh chị nhá, vẫn cần phải thận trọng khi mà thị trường chưa tạo ra một cái xu hướng mới. Thận trọng không phải là chúng ta không mua bán, chúng ta không chết đinh, mà chúng ta sẽ diện phải tìm những cái cơ hội thật sự là đẹp và an toàn. Đấy, ví dụ như là bị BAF này, tích lũy thanh khoản nhỏ này, đúng không? Mua ngày hôm nay đóng cửa kết phiên khá tốt này. Đấy, hay là những cái mã như là SJC chúng ta có phân tích ngày hôm qua này, những cái cơ hội rất là tốt như này và nó tăng với vol rất là thuyết phục như này thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chết đinh được, đúng không? Hay là những cái cổ còn điểm mua như là VHC này. Đấy, VHC này vẫn còn điểm mua sau khi nó về trên line này, chị chết đinh những cái mã này hoàn toàn là ok. Đó. Và sau đây thì cũng là một số những cái mã mà em muốn gửi đến anh chị để chúng ta có thể tham khảo vào cái phiên ngày mai, đúng không ạ? Đầu tiên là anh chị có thể thấy là cảng biển là một nhóm trong cái khoảng thời gian vừa rồi chúng ta có HAH đúng không ạ, tăng cũng khá tốt và hiện tại đang điều chỉnh, hay là GMD đấy, và mạnh nhất là thằng nào? Mạnh nhất là thằng VOT đúng không ạ. Thằng VOT thì nó tăng một chuỗi phiên rất dài và hiện tại đang đi ngang tích lũy với thanh khoản thấp, và hiện tại nó tích lũy, nó đang gì ạ, nó đang trong cái trạng thái đó là trạng thái thu hẹp biến động. Thì anh chị có thể nhìn thấy đây, VOT đang thu hẹp biến động thì gì ạ, VOT chỉ cần đâu đó vận động quanh cái vùng giá khoảng tầm 16.2 đến 16.5 đúng không ạ, 16 đến 16.5 là anh chị có thể tham gia được. Và những cái mã cổ phiếu khỏe này thì bao giờ nó sẽ tạo ra những cái mô hình tích lũy rồi sau đó nó mới có thể là tăng tiếp được, và chúng ta đừng sợ những mã cổ phiếu như này, bởi vì một khi dòng tiền đã vào thì để nó thoát ra cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Dạng như là VGI đúng không ạ, trong cái giai đoạn này nó tăng lên đây, nó tạo những cây nến có râu rất dài và những cái cây nến doji như thế này, và anh chị thấy không ạ, sau đó nó tạo một cây nến đỏ với thanh khoản rất lớn và sau đó nó đi ngang đúng không ạ, nó đi ngang nó cũng tạo ra những cái mẫu hình thu hẹp biến động như thế này. Đấy, thì anh chị thấy không ạ, trong cái khoảng thời gian nó tạo mẫu hình thu hẹp biến động thì thanh khoản nó cũng siết lại, nó cũng giống con vốt ở thời điểm hiện tại thôi đúng không ạ, giống con vốt ở thời điểm hiện tại thôi, và sau đó gì ạ, VGI nó lại có một cái pha tăng gần như là tương đương với cái pha tăng trước của nó, đúng không anh chị thấy không ạ, gần như là tương đương với pha tăng trước của nó. Đấy, thì cái đặc điểm của mẫu hình cờ đuôi nheo nó là như vậy nhá. Thì anh chị để ý giúp em là con vốt nó cũng đang tạo ra những cái điểm chết đinh mà chúng ta có thể là mua lót đường trước được với con vốt này. Đấy, thứ hai đó là con BFC trong nhóm phân bón đúng không ạ, con này thì cũng đã có một cái nhịp tăng trước khá là ấn tượng rồi và nó hiện tại nó đang tích lũy đi ngang siết lại vol với thanh khoản thấp, và chúng ta có thể quan sát những cái vùng nến ngắn của vốt thì nó đang bóp lại cái đường Bollinger Band khá là chặt. Đấy, anh chị thường thấy là những cái lần mà nó bóp Bollinger Band chặt này thì nó sẽ có những cái nhịp tăng, đúng không ạ? Nó sẽ cũng có những cái nhịp tăng. Đấy. Đây. Đó, những cái lần nó bóp Bollinger Band này, đây là một lần này. Đúng không ạ? Và đây là những cái lần bên dưới này, một khi nó bóp Bollinger Band vào trạng thái Bollinger Band co thắt như này thì thường nó sẽ có một nhịp tăng, nên là anh chị có thể là
tham khảo con BSC này trong cái phiên ngày mai, đúng không? Khi mà nó nhúng đỏ hoặc là nó cũng cứ đi ngang như này thì anh chị cũng có thể mua lót được nhá, mua lót được đối với BSC. Một con thứ hai thì nó cũng cùng nhóm ngành, nhưng mà con này nó đi ngang cũng khá lâu rồi, thanh khoản thấp rồi, và con này thì nó đánh hơi dị. Con DDV này nó hay xuất hiện nến có râu thì anh chị đừng sợ, bởi vì những cái dạng trước khi nó tích lũy thì nó cũng tạo ra những cái mẫu hình nến có râu như này. Thì hôm nay nó có một cái nhịp nhúng test về đầu phiên về MA20 rất là nhanh thôi, sao nó kéo lên đấy cả phiên thì nó giữ giá như này. Đấy, cho thấy được rằng là cái lượng cung hàng và lượng cầu thì nó vẫn đang ở cái mức khá là cân bằng. Có thể là nó sẽ có những cái phiên nó kéo lên đây, nó test cung trên để xem là trên này cung còn nhiều hay không, sau đó nó lại quay trở lại cái đường đi ngang như này, thì anh chị cũng đừng quá là lo ngại nhá. Đấy, chúng ta cứ gì ạ, cứ nền này chúng ta có thể mua lót được đối với DDV, đúng không ạ? Có thể mua lót được đối với DDV đó. HPG cũng là một mã trong nhóm thép, nó đang tạo ra mô hình thu hẹp biến động, thanh khoản thấp dần, thì anh chị cũng có thể là tham khảo. Con này thì nó cũng hay đánh cái mô hình này, đây ngay nhịp trước nó cũng đánh cái mô hình này đó đấy, và sau cuối mô hình này thường nó sẽ có một phiên bật anh chị nhá. Thì HPG anh chị tham khảo được, tham khảo được đấy, HPG trong nhóm thép. Nhóm thép thì em vẫn recommend con VGS hay là SMC hơn, nhưng mà hai con này thì nó đang ở những cái vùng nó biến biến động khá lớn, như SMC nó đang chỉnh xuống và hiện tại nó đang ngoi lên, hoặc là VGS nó cũng đang có một cái cây tăng như này vẽ đến này, sau hôm sau lại giảm như này, thì con này những con này thì thường nó sẽ phải tích lũy lại thành mẫu hình đấy, thành mẫu hình nó cũng sẽ phải gì ạ, thu hẹp lại cái biến động của nó, thì lúc đấy chúng ta mới gì ạ, mới tham gia được đấy. Một cổ phiếu cuối cùng đó là cổ phiếu FLT. Thế chị và thấy được rằng là FLT nó cũng đã có một cái xu hướng đi ngang đâu đó khoảng tầm 2 tuần ở đây đấy. Cái sự trồi sụt ở những cây này nó đều là những cái cây test cung trên, và hiện tại nó đang gì ạ, nó đang test lại cái vùng bên dưới với một cái thanh khoản thấp, đúng không ạ? Test lại với thanh khoản thấp, và nó có một cây test cung ngày bao nhiêu, ngày 27 tháng 5 với thanh khoản rất là bé này. Test cung thì nó sẽ cần phải bé anh chị nhá, test cung mà lớn thì chứng tỏ là cung còn nhiều và vẫn cần phải xử lý đấy. Hoặc là những cái cây mà nó gì ạ, nó kéo lại xanh lại điểm rung lắc cùng với thị trường ở ngày 24 tháng 5, nó kéo lại xanh rất là tốt đấy, và ngày hôm nay thì cũng là một cây vận động cân bằng với một thanh khoản trung bình. Và cái đẹp nhất đó là cái Bollinger Band của con này nó đang có cái sự siết lại ở cái vùng nến 1 giờ cũng như là vùng nến 1 ngày, nó đang trong cái quá trình là co thắt lại rồi đấy. Thì thường những cái đoạn mà nó co thắt này thì sau bắt đầu nó cũng sẽ có những cái nhịp tăng anh chị nhá. Thì chúng ta có thể lưu ý đối với FLT bán lẻ cũng đang rất mạnh, chúng ta cũng có MWG rồi đúng không ạ, MWG cũng đang đi ngang tích lũy đấy, cũng đang đi ngang tích lũy, và những con này thì chỉ cần thị trường nhích thôi là nó sẽ bay luôn, nên là anh chị hãy lưu ý nhá. Đó, ok, thì đấy là những cái mã cổ phiếu anh chị sẽ cần lưu ý trong những cái phiên sắp tới. Ngày mai thì em nhận định xu hướng thị trường thì sẽ có thể là nó sẽ dướn lên vượt cái đỉnh, đúng không? Vượt cái đỉnh 12 bao nhiêu, 1285 mà nó tạo ra trong cái nhịp vừa rồi, chúng ta có thể nhìn rõ hơn trong cái vùng nến 5 phút. Đây, chúng ta sẽ kẻ như này để xác định cái trend line từ cái đỉnh, đúng không ạ? Từ cái đỉnh này là cái đỉnh mà 1285 mà thị trường lập ra, chúng ta sẽ kẻ chéo xuống, đúng không ạ? Chúng ta sẽ kẻ chéo xuống. Thì hiện tại là nó đang lên cái cạnh trên này rồi, thì nó đã có một lần này, hai lần lên cạnh trên này nó bị bán xuống rồi, thì ngày mai có thể nó lên cạnh trên này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quan sát xem là nó có điều chỉnh xuống bên dưới này hay không, hay nó tăng tiếp đấy, thì chúng ta mới có thể là biết được là cái xu hướng của thị trường và những cái hành động của chúng ta tiếp theo sẽ là gì. Còn lại thì chúng ta vẫn cẩn trọng, đúng không ạ? Còn nếu nó tăng thẳng luôn ý, thì tốt quá, đúng không ạ? Những cái mã cổ phiếu chúng ta cầm thì nó sẽ sinh ra lãi thêm thôi, còn nếu mà nó điều chỉnh, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có cơ hội để có thể là mua thêm những cái mã cổ phiếu tiềm năng ở bên dưới. Và khi mà nó điều chỉnh về đây thì nó tốt nhất là nó sẽ nên điều chỉnh với vol thấp, chứ nó đừng điều chỉnh với vol cao giống như cái giai đoạn này nhá. Nó nên điều chỉnh vol thấp, và khi mà nó đã có một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần về đến cái vùng này rồi nó bật lên, thì diện chúng ta vẫn phải cẩn thận xem thị trường nó về đến đây nó có lừa hay không, đúng không? Nhiều khi mà chúng ta nghĩ nó về đây nó sẽ bật lên, nhưng mà khi nó xuyên qua đấy, nó xuyên qua thì lúc đấy chúng ta sẽ cần phải quản trị rủi ro anh chị nhá, hạ bớt cổ phiếu. Và đấy là lý do mà em báo anh chị chúng ta hạ bớt tỷ trọng mỗi lần mà thị trường có những cái von bán lớn như này, đúng không ạ? Sao chúng ta vẫn mua lại và trading bình thường anh chị nhá, chứ không phải là bán hết danh mục, mà chúng ta chỉ hạ 30% đây trên danh mục, đây chúng ta chỉ hạ từng này thôi, những cái mã cổ phiếu 1 2 3 4 5 6 cổ phiếu trong trong vòng gì ạ, trong 15 cổ phiếu, thì tức là khoảng tầm 1 phần 3 rồi, đúng không ạ? Chúng ta vẫn cầm 70% những cái mã cổ phiếu kia thì không có vấn đề gì cả đấy. Còn khi nào mà thị trường vào thẳng xu hướng tăng ấy, thì gì ạ, lúc đấy chúng ta trading thoải mái,
Đúng không? Nhưng khi mà thị trường gặp rủi ro ấy, thì chúng ta sẽ xử lý rất nhanh những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ, bởi vì đâu đó nó đều có lãi và hàng đã về rồi anh chị ha. Ok, thì đấy là những cái nhận định của em về thị trường trong ngày hôm nay, và anh chị hãy nốt lại những cái mã cổ phiếu ở trong video để chúng ta có thể là thêm vào cái danh mục theo dõi của mình. Khi nào những cổ phiếu đó về điểm mua thì em cũng sẽ khuyến nghị cho anh chị trong nhóm khách hàng, hoặc là những anh chị nào chúng ta đang không ở nhóm khách hàng mà muốn có những cái điểm mua chi tiết thì anh chị hãy nhắn tin cho em qua cái điện thoại Zalo bên trên màn hình này, em sẽ hướng dẫn anh chị nhé. Đó thì room khách hàng em cũng có những điểm mua điểm bán, chẳng hạn như là sáng nay chúng ta có mua cổ phiếu BASF này đúng không ạ, và cuối phiên thì giữa phiên thì có những cập nhật cho anh chị, và cuối phiên thì có những cái danh mục khuyến nghị và trạng thái cổ phiếu để anh chị có thể là tiện theo dõi với cái những cái mã mà mình đã mua anh chị nhá. Ok thì video của em xin kết thúc ở đây, cũng cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi, chúc anh chị và gia đình một buổi tối vui vẻ cùng với cái sự tăng giá của thị trường vào ngày mai. Bye bye.